Dạ em xin chào anh chị ạ, chào mừng anh chị đã tới với kênh YouTube Chạm Xe của em. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG Gò Vấp, có địa chỉ là 786B Nguyễn Kiệm, phường 3 quận Gò Vấp. Thì hôm nay em sẽ quay và nói về cái giá bán của chiếc MG ZS Standard. Tại vì hiện nay trên showroom em chưa có trưng bày chiếc MG ZS Standard, nên em sẽ nói về cái chương trình ưu đãi mới của tháng 1 này và cho tới là 27 Tết luôn nha anh chị. Hiện nay MG ZS Standard đang xả giá để có được cái mức lăn bánh tốt nhất cho anh chị, thì với 450 triệu thôi thì đó chính là cái giá bán mới của chiếc MG ZS Standard. Ngoài ra đối với cái mẫu xe MG ZS Standard, bên em còn tặng full gói bảo hiểm vật chất nè, hỗ trợ vào lệ phí trước bạ, tặng cho anh chị ghế da, phim cách nhiệt, lót sàn và cùng với đó là camera lùi lẫn là cảm biến lùi luôn anh chị. Hầu như khi anh chị nhận xe thì mình nhận đã đầy đủ full hết các phụ kiện rồi, và bên em vẫn có là hỗ trợ ngân hàng ở các tỉnh xa nè anh chị, và là bao luôn cái chi phí vận chuyển lẫn là chi phí đăng ký ở các tỉnh luôn. Thì khi anh chị liên hệ với hotline của em sẽ hỗ trợ anh chị cái mức giá lăn bánh tốt nhất ở toàn quốc luôn. Và đặc biệt hơn á, thì lát em sẽ để hình minh họa khi một cái chiếc xe MG ZS Standard đã lên phụ kiện á, thì nhìn xe nó sẽ như thế nào, nó sẽ không có thua kém gì và có thể là coi như là nó sẽ đẹp hơn nhiều so với chiếc MG ZS Comfort em đang quay trên showroom trước đây. Thì các clip trước á, em đã quay về chiếc MG ZS Standard chi tiết lắm rồi, thì hôm nay em sẽ quay là về giá thôi. Đó, em xin nhắc lại, giá của chiếc MG ZS Standard chỉ từ là 450 triệu nếu mà giảm hết tiền mặt, và là nếu mà anh chị có lấy phụ kiện nữa thì em sẽ cân chỉnh giá bán làm sao để phù hợp, là khi mà anh chị có vay ngân hàng á thì cái mức trả trước của mình nó thấp, nó chỉ từ là khoảng là 130 triệu thôi. Còn ngoài ra thì là các cái gói phụ kiện lẫn là ưu đãi bên em sẽ tư vấn kỹ càng hơn. Dạ thì hiện nay đối với phiên bản Standard đó anh chị, ZS Standard phiên bản thấp, thì là bên em có đủ màu luôn, là màu đỏ nè, màu trắng, màu đen và màu xanh dương như clip em đang quay trong đây. Em đang quay hiện tại là cái phiên bản Comfort, nhưng cái màu sắc của chiếc Comfort đó và chiếc Standard thì màu xanh nó cũng sẽ giống như vậy luôn nha anh chị. Và tất nhiên là bên em xe có sẵn và giao trước Tết cho anh chị luôn. Và đặc biệt hơn đó, lát em cũng sẽ quay luôn là cái chi phí bảo dưỡng của chiếc MG ZS này, nếu mà cái trong cái tầm giá chỉ từ 450 triệu thôi thì cái chi phí mà nuôi xe sau này của anh chị nó rất là nhàn luôn. Tại vì thứ nhất là bên em có tặng cho anh chị là 2 năm bảo dưỡng miễn phí toàn phần và nhân công. Trong vòng 2 năm đó thì khi mình đi bảo dưỡng mình không có hề mà tốn thêm bất kỳ chi phí nào cả. Và cái thứ hai á là về cái giá của bảo hành bảo dưỡng nó phải gọi là rất rất là tốt luôn anh chị. Thì lát em cũng sẽ quay về cái bảng bảo hành, cái bảng bảo dưỡng, và là nói luôn là cái điểm nổi bật của cái chiếc MG ZS Standard trong phân khúc luôn nha anh chị. Dạ đây anh chị, đây là cái chi phí bảo dưỡng của chiếc MG ZS Standard, nó phải gọi là cực kỳ tốt luôn so với các hãng khác anh chị. Đây anh chị có thể thấy đây, nếu mà mình so sánh á, với bảo dưỡng một chiếc Vespa á, thì bên em giá nó còn tốt hơn vậy nữa. Và em cũng sẽ quay màu sắc của các xe cho anh chị xem luôn nha. Đây là màu trắng của chiếc MG ZS. Và đây là màu đỏ luôn anh chị. Thì tất nhiên là xe bên em xin nhắc lại là xe có sẵn giao ngay luôn nha anh chị. Ở phiên bản MG ZS Standard em cũng sẽ nói luôn là về cái điểm nổi bật trong phân khúc. Thì chiếc MG ZS Standard nếu mà anh chị có thấy trong tầm giá này thì anh chị có thể mua được những cái chiếc sedan 4 chỗ gầm thấp thôi. Còn đối với cái giá bán mà như hồi nãy em nói thì anh chị đã có một cái chiếc xe rất là đầy đủ tiện nghi rồi. Và đặc biệt hơn là những cái gói phụ kiện em tặng đều là những hàng là hàng Đài Loan hết, gia công rất là tốt và hàng nó rất là chất lượng luôn. Bên em đều có bảo hành cho mình tối đa là ít nhất 1 năm. Và đây là công nghệ trên chiếc MG ZS Standard. Như anh chị có thể thấy đấy, trong cái tầm giá 450 triệu thì một cái xe mà sở hữu những cái công nghệ an toàn của Bosch nhiều như thế này
thì chắc là chỉ có chiếc MG ZS Standard bên em thôi. Đây, hệ thống kiểm soát cân bằng động, kiểm soát độ bám đường, cảm biến áp suất lốp trực tiếp, hệ thống khởi hành ngang dốc và kiểm soát phanh ở góc cua, lẫn là chức năng làm khô phanh đĩa và hệ thống phanh ABS và lực phanh điện tử ABD. Thì cơ bản em thấy á, thì trên xe nó cũng rất là đầy đủ công nghệ an toàn rồi, nó không hề mà bị cắt luôn, chỉ là không có cảm biến lùi và cam lùi, thì hai phần đó em tặng cho anh chị được. Còn ngoài ra là xe nó vẫn có kích thước tổng thể và động cơ máy móc giống nhau, cho nên là nhiều anh chị thực dụng á, thì em thấy đối với phiên bản MG ZS Standard thì mình đã đủ rồi. Và nếu mà anh chị có quen các gara ngoài làm phụ kiện á, thì anh chị em có thể là giảm full giá bán cho anh chị luôn, thì cái xe nó chỉ có 450 triệu thôi, và anh chị lựa chọn trong cái tầm giá nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Tại vì một cái xe trong cái tầm giá 450 mà bảo hành 5 năm không giới hạn số km, tặng 2 năm bảo dưỡng miễn phí và một đống phần quà mà hồi nãy em nói với anh chị đi nữa, thì cái giá lăn bánh nó phải gọi là cực kỳ tốt với một cái chiếc xe thực dụng nhất trong phân khúc. Vì cái chiếc xe này nhiều anh chị cứ e ngại là nó xuất xứ chung, liệu nó có chất lượng hay không, thì em xin thưa là với là cái tiêu chuẩn mà xuất khẩu qua thị trường châu Âu và đạt cái chứng nhận an toàn của châu Âu Euro NCAP, thì đây là một mẫu xe chất lượng. Và nó về độ bền thì nó có một cái chi tiết nhỏ là bảo dưỡng tới 10.000 cây một lần, nó khác với các hãng phổ thông là 5.000, thì cũng nói lên là cái độ bền của xe luôn anh chị. Thì đối với phiên bản nhập chung, nếu anh chị có thể là tới showroom xem xe trực tiếp á, thì anh chị sẽ thấy cái mức độ hoàn thiện của nó rất là cao luôn, từ tiếng ống cửa nè anh chị, đấy, nó rất là chắc chắn. Và dàn tôn với dàn xương của xe là nó phải gọi là cực kỳ chắc chắn luôn. Và hàng 2 thì coi như là rộng nhất phân khúc luôn anh chị. Nếu trong tầm giá này thì anh chị mua những chiếc sedan thì nó rất là, cái tầm nhìn nó hẹp, và khi mà mình ngồi trong xe hàng 2 á, thì cái khoảng cái đầu đến cái trần á, nó sẽ bị, nó rất là bí bách đó. Cho nên em thấy với cái giá bán này á, thì mình mua ngay một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Đại lý bây giờ là cũng phủ toàn quốc rồi anh chị, là có từ miền Tây nè ra tới miền Bắc, và ở Phú Quốc luôn sẽ có hệ thống MG luôn. Dự kiến năm 2021 và 2022 á, bên em sẽ phát triển tầm có khoảng là 40 đến 50 đại lý đã có xin giấy phép rồi anh chị. Bây giờ chỉ là xây cơ sở vật chất nữa thôi là xong. Và những cái cơ sở vật chất của bên em á, hiện tại đang có là tầm có khoảng 17 đại lý thôi nha anh chị. Đây, em quay cho anh chị xem cái khoảng sáng gầm xe. Những clip trước thì em quay review chi tiết về tổng thể của xe nè, lẫn là xe nó có chi tiết những cái gì rồi. Thì anh chị có thể xem các clip chết của em, em sẽ để ở cuối video này. Và hiện tại em sẽ nói về giá thôi. Giá của chiếc MG ZS Standard nó chỉ từ là 450 triệu thôi nha anh chị. Đây, và em quay cho anh chị xem màu đen luôn nè. Đây là cái phiên bản MG ZS của em, màu đen, sơn 4 lớp luôn nha anh chị. Thì hiện nay á, cái doanh số bán hàng của bên em MG nó rất là tốt anh chị, cho nên là dự kiến năm sau á, anh chị có thể thấy là xe sẽ được phủ sóng ngoài đường rất là nhiều luôn. Cho nên là về vấn đề này anh chị cũng yên tâm. Dạ, anh chị mà có thắc mắc về giá ưu đãi, anh chị có thể liên hệ với em với hotline bên dưới nha. Dạ, em xin chào anh chị ạ. Em là Cao Tuấn.